gây viêm và nó gây tăng áp lực trong người hút thuốc lá, cái nguy cơ bị tràn khí màng phổi sẽ cao hơn người bình thường. Đúng không? Thì các bạn nhớ điều đó. Về triệu chứng lâm sàng của tràn khí màng phổi thì chúng ta thấy rằng nó phụ thuộc vào cái bệnh nền, đúng không ạ? Trước mắt chúng ta sẽ học về các căn nguyên của tràn khí màng phổi, đúng không ạ? Đấy, thì nếu mà bệnh nền, bệnh nhân mà có xảy ra tràn khí màng phổi có triệu chứng gì thì nó sẽ đi kèm, đúng không ạ? Bệnh nhân có thể sốt, có thể da xanh, có thể thiếu máu, đúng không ạ? Có thể biểu hiện nhiễm trùng mãn tính, đúng không ạ? Thì ví dụ như gặp trong lao hang phổi hoặc là gặp trong các trường hợp có thể có ho máu. Về triệu chứng cơ năng chính của nhân thì chúng ta thấy rằng đa số bệnh nhân đến với chúng ta là với triệu chứng chính là đau ngực như ca lâm sàng vừa rồi. Bệnh nhân có thể đau nhói, đau như bị dao đâm, đúng không ạ? Hoặc đau như xé ngực, đúng không ạ? Cảm giác đau ngực này là đau kiểu màng phổi, đúng không ạ? Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể sốc, đúng không ạ? Biểu hiện là vã mồ hôi, tím tái, mạch nhanh, rồi huyết áp là tụt, đúng không ạ? Triệu chứng khó thở thường biểu hiện sau khi bệnh nhân đau ngực. Có thể khó thở ít, bệnh nghỉ ngơi thì đỡ, đúng không ạ? Hoặc khó thở nhiều, bệnh nhân có thể cảm thấy hụt hơi. Về hoàn cảnh xuất hiện cái triệu chứng này thì chúng ta thấy rằng có thể là xuất hiện tự nhiên, đúng không ạ? Hoặc là sau khi gắng sức thể lực, hoặc là sau một cái tác động nào đó ở phía ngoài lên thành ngực của người bệnh. Đúng không? Về phần triệu chứng thực thể thì chúng ta thấy rằng khi khám bệnh nhân tràn khí màng phổi, chúng ta sẽ khám đầy đủ, nhìn sờ rõ nghe, và chúng ta thấy rằng chúng ta thu được. Về phần quan sát, chúng ta để ý đến cái lồng ngực của người bệnh. Đấy, thì bao giờ cũng thế. Nếu tràn khí màng phổi, chúng ta thấy rằng là cái lồng ngực cái bên tràn khí nó cũng gì ạ, nó vòng hơn. Nếu để ý kỹ, đúng không ạ? Trường hợp tràn khí màng phổi nhiều ấy, tự do ấy, thì cái lồng ngực bên tràn khí nó vòng cao hơn bên đối diện, đúng không ạ? Và thấy khoang lên sườn giãn rộng ra, đúng không ạ? Chúng ta phải so ra với bên lành. Và chúng ta thấy có tam chứng Galea với gì ạ? Biểu hiện là gì ạ? Rung thanh giảm và mất, đúng không ạ? Gõ thì vang như là tiếng trống. Nghe thì giảm thế năng giảm và mất. Đúng không ạ? Đấy cái mà chúng ta khám được. Cái này thì ngày xưa chúng ta học I3 chúng ta nắm được hết rồi, tôi chỉ nói nhanh cho các bạn những cái điểm chính để ôn lại cho các bạn. Và trước khi chúng ta đến phần điều trị chúng ta sẽ nói kỹ hơn một chút, đúng không ạ? Nếu bạn nào mà thấy không hiểu hoặc là thấy có vấn đề gì thì các bạn cứ bật mic và nói, chúng ta sẽ cùng thảo luận nhá. Tại vì những phần này là phần chúng ta học rồi, chúng ta chỉ ôn lại, đúng không ạ? Về các triệu chứng thực thể chúng ta, nếu trong trường hợp tràn khí màng phổi nhiều, chúng ta thấy rằng cái tràn khí nhiều nó có thể đè ép, có thể đè đẩy, đúng không ạ? Tim và trung thất, đúng không ạ? Đè đẩy cái vòng hoành xuống thấp hơn. Vòng hoành thì ở bên phải chẳng hạn. Nếu tràn khí màng phổi bên phải thì nếu đẩy vòng hoành xuống thấp, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy cái vùng đục trước gan nó sẽ bị mất, đúng không ạ? Có thể sờ thấy gan to hơn, đúng không ạ? Nếu tràn khí màng phổi bên trái, chúng ta sẽ thấy tim đẩy lệch sang bên phải, thấy mỏm tim bình thường nó ở khoang lên sườn 4-5, đúng không ạ? Đường lách giữa mà nó sẽ đẩy lệch sang bên phải, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy mỏm tim có thể đập ở mũi ức, đúng không ạ? Một số trường hợp có thể gặp tràn khí màng phổi có kèm theo tràn khí dưới da nữa. Trong trường hợp tràn khí màng phổi nhiều, tràn khí màng phổi áp lực dương có thể gặp tràn khí dưới da, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng ở tràn khí dưới da có nghĩa là chúng ta thấy là da của bệnh nhân nó phồng lên, và nếu sờ vào thì sẽ thấy có cảm giác lạo xạo, đúng không ạ? Giống như là thủy tinh ấy, đúng không ạ? Nếu bạn nào đi ở khoa hô hấp hoặc khoa hồi sức những bệnh nhân nặng thì rất hay gặp trường hợp này. Đấy. Thế còn cái phương tiện chẩn đoán chúng ta dựa vào các triệu chứng chúng ta vừa mới ôn lại cho các bạn đấy, đấy là gì ạ? Triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải có một cái xét nghiệm, có một cái cận lâm sàng hết sức quan trọng, đấy là chụp X quang, đúng không ạ? Như chúng ta nghi ngờ các bệnh nhân tràn khí màng phổi, chúng ta bắt buộc phải đặt cái ngay cho bệnh nhân chụp phim X quang, đúng không ạ? Đấy. Quang lồng ngực chúng ta tốt nhất là chụp ở tư thế đứng, ngực thẳng, đúng không ạ? Nếu mà nay mai các bạn đi lâm sàng, chúng ta sẽ có một cái bài học chuyên về đọc X quang ngực thẳng và tư thế đứng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc kỹ hơn. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu những điểm cơ bản, điểm chính cho các bạn thôi. Cái giá trị của phim X quang nó giúp cho chẩn đoán xác định, đúng không ạ? Đánh giá được cái mức độ tràn khí màng phổi, có thể chẩn đoán phân biệt trong một số tình huống hướng tới căn nguyên gây tràn khí màng phổi. Đấy, tóm lại là vừa giúp chẩn đoán xác định, chẩn đoán mức độ, chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán nguyên nhân.
Do vậy là y quan nó vẫn sau bao nhiêu năm nó vẫn có vai trò rất quan trọng, đúng không? Và đừng đơn giản dần nữa, nên là chúng ta đừng đang nghĩ đến phải cho nhân đi chụp phim y khoa. Còn về chứng chỉ quan năm thứ ba các bạn học thầy thấy đây chụp lại cho các bạn không ạ, hai bệnh nhân cũng là cái một bên phải một bên trái thì đây là một cái một bệnh nhân chụp có thằng khí thấy rằng cái phổi bên bệnh bao giờ nó cũng có sự khác biệt rất lớn với bên lành, là chúng thấy là cái phổi bên bệnh ví dụ như bên phải thì cái